Alo. Vâng, như vậy là định nghỉ nhưng mà lại đánh tiếp các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cái gì nhỉ? Và một CAC nữa. Thì thôi lại lên kênh cho các bạn xem, chứ bây giờ để Hồng Anh lên mà ông xẻ này không like thì cũng không được. Đấy, sẽ đánh thêm một CAC ra nữa nha các bạn. Và mình mấy các bạn đang xem là cái thủ chim sẻ và đấu cầm AC quả đầu 6 cây của mình. Hồng Anh cũng là người cầm AC, anh em lên xem ổn chưa ạ? Vâng, đánh tiếp nha các bạn. Vâng, sau khi cung sẻ thắng 2-1, đầu tiên là chốt 5C, sau đó thì hôm chủ nhật lại chốt là đánh 3C thôi, nhưng mà Hồng Anh không biết thông tin này. Và đánh xong 3C thì cũng sẻ thắng 2-1 thì Hồng Anh gạ đánh tiếp. Ok, đánh luôn. Làm thêm một CAC đi ăn nữa. Và những bước đi dò dành cho cái thủ chim sẻ mà em đã thấy rừng. Bây giờ chúng ta sẽ solo cung Acidian. Và đây là một thể loại hay một nội dung mà giá là ông sẻ đánh giá yếu hơn Hồng Anh. Ôi giời, max speed luôn, ghê vậy. Hai dân được tách ra đi dò. Trong nội dung cung này Hồng Anh nhất là cung AC, Hồng Anh được đánh giá cao hơn thủ chim sẻ nhà. Gặp đôi sư tử thì rất may chỉ có một con cắn thôi. Xây thêm một BE. Vâng, phải lách lách dân và sát mép bản đồ, sợ sư tử cắn tiếp. Có một con voi lẻ ở đây thôi. Vâng, em nào comment thiếu tích cực hay comment tiêu cực hay là comment kiểu chửi bậy xúc phạm nguyên thủ, kiểu viên bình luận viên thì anh em kệ đi. Vâng, mình hãy thể hiện mình là người có văn hóa, mình có một chuẩn hơn, không nên so sánh nhiều. Một bài đấu mà có đôi voi bãi quả phụ thì sẻ rồi. Giọng mình thì hơi ngu, mong các bạn thông cảm. Rồi một voi về. Rừng thì hướng lên mặt 12 giờ là có một cái rừng thông. Vẩy e để bo bế ra cửa và thêm 7 hiệu đầu nữa mắc binh về đồ ăn. Quan trọng là rừng không có nhiều sẻ trong trận đấu này. Và quan trọng cái rừng thông này có dày hay là nó mỏng nữa cơ. Và là mid e đây. Vâng, em không biết 10M là cái gì đấy anh nhá. Anh em đã bảo em 10M cái gì. Bây giờ chủ quán người ta chốt 3C thôi, biết làm thế nào hả anh? Thì em tưởng là cũng đánh 3C vì trước khi đến đây thì đã chốt là 3C rồi. Em tắt kênh nhưng mà thấy đánh tiếp thì em vẫn lên lại. Anh em lại bảo là không vì khán giả thì vì cái gì ạ? Vâng, em vẫn lên lại kênh đây. Có lẽ là mình không nên đọc mấy comment thiếu tích cực nữa, mong em thông cảm. 18/20, đôi voi hiệu đầu bãi quả phụ sẽ ở trận này, rừng dừa cũng có. Rừng dừa một cánh rừng thông. Hiện tại thì các game thủ ta vẫn đang thi đấu tại địa điểm đó chính là quán game Tiger Gaming. Địa chỉ đó chính là số 143 ngõ 132 đường Cầu Diễn gần Đại học Công nghiệp Hà Nội. Và các bạn có thể đến trực tiếp tại địa điểm thi đấu. Hiện tại game thủ vẫn đang ngồi trên dàn máy thi đấu. Đang ngồi trên dàn máy thi đấu của địa điểm thi đấu. À, ok. Anh em đến đây có thể chụp ảnh, có thể chơi game. Và hiện tại thì quán Tiger Gaming đang có chương trình khuyến mãi nạp tiền vào tài khoản được khuyến mãi 20% từ ngày 6 đến ngày 20. Ngày 6 đến ngày 20 tháng 1 năm 2019. Anh em nhớ đến ủng hộ nhá. 4 voi quả phụ và hiệu đầu chưa chắc đã phải ăn. Vâng, solo AC anh em lại cứ đòi bảng quân rồi thì này. Bảng quân ok, anh thích bảng quân thì có bảng quân ngay, vấn đề gì đâu. Bảng quân đâu nhá. À, hình như em xóa mất cái bảng quân rồi. Solo AC thì bảng quân làm gì ạ? Cả hai cùng cầm AC anh ơi. Vâng, hiện tại đang có khoảng 6.000 anh em đang xem rồi. Vừa rồi với 10.000 lượt like của anh em thì những video livestream ngay sau đó là video này của channel YouTube Việt Nam Game TV đã lên top 10 của Top Thịnh Hành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, 27 dân sẻ trong trận thiếu này cầm AC, đối đầu với Hồng Anh cũng AC luôn. Rừng già, rừng thông, rừng dừa đủ cả. Nhà hơi trống trải. Đồ ăn thì ok. Với 4 con voi, 7 quả phụ, 1 bầy hiệu đầu. Sau khi lên đời có thể khai thác ở chiếc bé thứ 3. Tùy. Đây. Vâng, như vậy là BB sẽ bỏ ở đây. Kín thế hả rồi. Ôm nguyên góc 9 giờ này đánh cho game thủ chim sẻ nhàng. À còn mặt này nữa. Mặt này có lẽ là sẽ là BM hoặc là BMBE gì đó. BB đóng ở đây rồi. Đi dò cánh rừng này xem có kín hay không. Ô, có khi lại kín thì buồn cười lắm. Ồ. Ồ. Ồ gì à. Ở đây rồi, BM ở đây và một nhà BE là kín. Ồ. Có khi đi ra ngoài là kín mít hẳn thì buồn cười. Thôi không sao, BM ở đây thôi, không nên tham quá. Và đây là BA.
Và chiếc BS thứ ba của Sẻ sẽ ở cạnh cánh rừng đầu luôn không? Đấy, cùng chờ xem. Mình nghĩ là Sẻ sẽ làm vậy. Và đúng là những gì mình đã dự đoán với kích đời ở trong 10 năm mốt. Với 27 dân cộng 1 AC. Vâng, lùa bảy hiệu này về gần chiếc BS thứ ba để khai thác. Mọi thứ vẫn đang ổn. Hiện tại thì không biết là Sẻ soi thang hay chưa, mình chưa kịp nhìn. Ăn chơi bố con hiệu này lực đã có, ruộng chưa phải vẽ vội, thoải mái. Và bắt đầu ra thêm ruộng ở chiếc BG này. Và cố gắng tỉ mỉ để nhét thêm một cái ruộng nữa nhưng không thành công. Một BE. Và vẽ mấy ruộng này thì đúng xấu luôn. Và vẽ thêm đi. Và vẽ ruộng ở những cái vị trí mà không liên quan đến nhau thì sẽ ít bị đối phương phát hiện ra hơn. Và 7.000 anh em đang xem rồi. Có lẽ là sang trận 2 sẽ khoảng 10.000 ngay mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều với tình cảm các bạn đã dành cho nguyên thủ AOE, đã dành cho kỹ thuật viên, bình luận viên và đặc biệt là dành cho team GTV. Rồi, đây là nhà BA Hồng Anh. Ủa, có bãi quả sau đây này. Bãi Sẻ thì kín bưng rồi. 29/36. Tiếp tục tăng nhà BA thứ 4. Ở trận này mình nghĩ là Sẻ chỉ đánh 4A thôi. Vẽ thêm ruộng này là đánh 4A rồi. Đánh 5A chắc là chết luôn. Xây 4 hay 5 à, 4. Giật mình đấy, xây 5A vả thẳng một bộp thôi chết. Tiếp tục ra thêm ruộng. Mặt 12 giờ cũng đã kín luôn. Nhìn qua cơ cấu ôm trọn góc 9 giờ. Cực kỳ bốc bình. 4A bắt đều. Nâng cấp trận gỗ 2 sau tơn đầu tiên. Quả thể có ghê không? Sau tơn đầu tiên là nâng cấp trận gỗ 2 luôn. Có sư tử ở đây, bo BE để đón được đi quân của đội bạn. Ơn thứ hai vẫn cứ đều như bắt tranh rồi. Cuộc sống mà. Cố gắng vẽ thêm ruộng vào đây. Chưa thấy ông anh đi công. Đến đời 2 bằng kích nhau, lên đời 3 thì không thấy ông anh đâu. Có lẽ ông anh đã đi dò nhà Sẻ ở mặt góc 3 giờ rồi. Và tiếp tục 4 BA bắt đều. Không, ở đây thiếu mất một con. Dần và đang sắp đều nhưng lượng gỗ đang hơi vói rồi Sẻ. Đây rồi, SH Hồng Anh bắt đầu đẩy đến gần nhà chim Sẻ nhà ông. Và Sẻ đang đứng trên con dốc này, dình những con đi quân của Hồng Anh. Sẻ hơn Hồng Anh một dân rồi. Hồng Anh 35, một Sẻ là 36. Solo AC nha các bạn. Đánh 3C random thôi. Và sẽ là thêm 1C AC nữa. Chỉ duy nhất 1C này nữa thôi ạ. Bạn nghe rõ mình thông báo chưa ạ? Chỉ 1C AC cuối cùng này thôi ạ. Và 3C random đã kết thúc rồi. Sẻ thắng 2-1. AC này sẽ quyết định xem là Sẻ có thắng nốt AC nữa không. 51/64 và đây là tự con những con cung R của game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì game thủ chim Sẻ vẫn đang vắt được 4 BA đều, chưa có đủ lực để tăng nhà BA thứ 5. Vừa nói thì tăng luôn, hay lắm mày. Tăng chưa nhá? Chưa tăng thì phải. Để thêm một chiếc BS nữa để ăn gỗ. Đây, Hồng Anh bắt đầu đi công rồi. Đàn quân ra đấu luôn. Điều cả cục. Sẻ vừa làm xuống dưới dốc một con cung R có một màu. Nói chung là nó vẫn giữ được. BA thứ 5 cũng đã có chặt gỗ 2 ngay sau tơn đầu tiên thì các bạn phải hiểu là lực nó rất là khỏe. Tham lai nào, 40 dân đến từ Hồng Anh, Sẻ đang hơn 2 dân gặp kìa. Vâng, đảo cung R cực nhanh dành cho cái thủ chim Sẻ mà Hồng Anh không thể leo vào con dốc này được. Quá gắt. Và như vậy là những thủ điều R thì các anh em thủ đổi cũng ngờ với nhau thôi. Về khả năng phát triển thì game thủ chim Sẻ là một game thủ sóc dân phải nói cực kỳ bá đạo. Nhưng Hồng Anh là người ép rát thôi. Để đến thời điểm này thì Hồng Anh đang ép chưa được rát. Sẻ vẫn đang tụ được cung R, vẫn đang thủ được nhà. Hồng Anh đang đứng ngay trước cửa để không cho Sẻ trèo ra ngoài. Thò đầu ra cái là mất đầu ngay. Tham 7x rồi. Ruộng vẫn đang vẽ là rất nhiều. Và một tên đi vòng đến từ cầu thủ chim Sẻ đáng để đấu quân với Hồng Anh. Tiếp tục điều nào. Hồng Anh mà không để ý tên này là chết. Rồi, như vậy là cuối cùng Hồng Anh cũng biết và Sẻ sẽ chiếm hoàn toàn lại con dốc trước cửa nhà BA của mình. Và bắt đầu ôm ngược chưa? Chưa, vội vàng lao xuống con dốc này. Chiếm được quả dốc to này là tươi rồi. BC không?
vẫn đang cố gắng vẽ thêm ruộng, chưa vội vàng đóng BC. Làm một đơn vòng từ sát bên bản đồ 3 giờ xuống 6 giờ. Biết đâu đó lại là điểm yếu duy nhất của Hồng Anh thì là ngon luôn. Đây này, những bãi gỗ bắt đầu bung ra bên ngoài. Bây giờ mới có thể mò mặt ra ngoài được để xe ăn ba nông dân này thôi. Rồi, những tình huống hit and run. À, ok. Đây là những chiếc nhà BE để có thể tránh hit and run Hồng Anh thôi, chứ không phải là những chiếc nhà BE bo nhà. Ồ, như vậy là có tổ chức quay bắt đến từ game thủ Hồng Anh. Đó này sẽ thật khéo. Và một tên chạy và một tên ôm thẳng vào nhà BA của thủ Hồng Anh đến từ xẻ. Mấy nhà BA đây? 6 nhà BA đến từ Hồng Anh. Xẻ cũng đứng lại thi đấu ở hai mặt trận luôn. Điều rồi, và chạy đi. Vào chỗ nào đông hơn là cần phải té ngay. Tiếp tục tăng thêm ảo, nhiều BA qua. Hồng Anh nở thêm một tên mới nhưng vẫn tiếp tục bị xúc. Hàm lại là 93/100. Và 104 rồi. Tiếp tục bung nhà chính ra phát triển khỏe hơn. Chưa thấy sẽ xoay tham cho Hồng Anh bây giờ là bao nhiêu dân. Và bắt đường đi quân đội bạn này, hãy cẩn thận. Đây là một cái khu vực rất khó để có thể chạy thoát cho cùng rồi. Đó là vẽ nhiều ruộng quá, kích ruộng thứ hai rồi. Nhanh thật. Tham một lít luôn. Và hiện tại vẫn đang có những chương trình như là ca múa nhạc, những chương trình PG, PG dùng lắc lư ở trại địa điểm thi đấu. Các bạn có thể đến đây, anh em đến đây một quẩy phê vết đấy. 108 rồi, 108 thì anh hùng Lương Sơn Bản bây giờ sẽ làm gì? Còn đang đón đường đi quân Hồng Anh thôi. 55 dân còn sẽ là 60 dân, 60 đông dân dành cho cái vụ chim sẻ đào hơn Hồng Anh 5 dân rồi. Dân hơn quân thì cũng chưa biết được. Tham lai thì cũng chỉ cân cân thôi. Bóng bò nhà từ xa luôn các bạn có thể thấy. Hồng Anh để đi móc vào nhà chim sẻ cũng phải khá là lòng vòng đấy. Và bắt đầu đào vàng luôn. Nâng cấp cái đào vàng cho cái vụ chim sẻ đào. Hồng Anh đã đào được 319 vàng. Hồng Anh cũng đánh thế gây dây, chứ không phải là một cái thế ép quân để giết chết chim sẻ đào. Hồng Anh đã đào vàng chủ động hơn. Với 319 vàng mà Hồng Anh đã đào được, trẻ không phải chú ý đến tên này. Rồi, làm gì đây? Đứng lại thi đấu luôn đến Hồng Anh. Vâng, trên gấp cái gì đấy? Lại châm chốc đến Hồng Anh. Ôi trời ơi, chết bao lần chưa chưa? Này thì chấp dốc với chúng tôi này. À, có tên tiếp viện phía sau nhưng mà đen. Cậu sẻ đến rồi. Nhà còn phòng nào không? Và Hồng Anh liên tiếp là những tình huống đấu cung rồi. Châm dốc như vậy thì thiệt là điều đương nhiên. Rất khó hiểu. 63 dân đến Hồng Anh. Sẻ tham lai lít 3 rồi. Ôm ngược lại không? Và như vậy Hồng Anh lại tiếp tục đứng trên con dốc này để có thể điều với game thủ chim sẻ nhàng. Và trong tình huống vừa rồi là chim sẻ chấp dốc Hồng Anh nha các bạn. Nhưng mà Hồng Anh đứng trên dốc để tự tin lại thi đấu, mình bình luận nhầm, xin lỗi các bạn. Rất xin lỗi các bạn trong tình huống đó, mình nhìn nhầm hướng. Sau khi mọi người, Hồng Anh là người đứng trên dốc và đó là tân có lợi thế với Hồng Anh. Nhưng mà sẻ đã bắt hết quân Hồng Anh rồi. Tới này thì Hồng Anh vẫn đứng trên dốc và sẻ vẫn chấp dốc. Xin lỗi các bạn. Rất xin lỗi các bạn và xin lỗi game thủ Hồng Anh. Vâng, tham lai 118 thì sẻ vừa tụt khoảng 20 tham trong trận đấu quân vừa rồi. Tiếp tục vác thêm người lên đến từ chim sẻ đéo ôm vào nhà Hồng Anh. Đục BE mặt này. Tham lai chỉ là 1 lít thôi. Tụt tham sâu đóng BK. Thiếu 200 vàng nữa để kích 4. Vâng, đục BE các kiểu kiểu luôn. Ôm rát vào nhà Hồng Anh. Dân vẫn đang còn là rất nhiều. Kích 4 nào. Ui, phá vỡ E Hồng Anh ra thế. Kích 4 thành công cho đội chim sẻ với tham lai lít 1 và lọt nhà Hồng Anh. Đây là cái mấu chốt của trận đấu này. Còn Hồng Anh cũng đang đóng ca và dường như Hồng Anh cũng đang lên 4. Nhưng sẻ lọt nhà Hồng Anh tên này. Đục ruộng Hồng Anh khiến cho Hồng Anh mất tay rồi và lực Hồng Anh sẽ yếu hơn sẻ. Đó là cái khác biệt. Sẻ thì vẫn nghiêng đổ từ đầu đến cuối. Chưa mất gì cả. Tham lai 124/156. Ôm đến nhà BA Hồng Anh rồi. Tiếp tục đẩy thêm cung R lên nào. Rất tự tin để cho sẻ. Hồng Anh đã chết quá nhiều dần. Và em đã loạn tất cả những cơ sở làm ăn của mình.
sẽ cháy ruộng ở đâu kìa. Vâng, ôm đến nhà Hồng Anh. Hồng Anh vẫn chưa thể lên 4 xong này. Ô kìa. Không có lên 4 không nhờ, đóng ca rồi. Vẫn chưa lên 4 xong nhờ Hồng Anh. Vẫn chưa xong. Bung nhờ chính nhờ gỗ. Hồng Anh đang cố gắng đào nhiều vàng ở đây. Trẻ vẫn đang móc máy. Nó ôm đến nhà BA Hồng Anh. Bắn đẩy con lên đều. Hồng Anh vừa mới lên 4 xong. Thế ngay sau đây thì Trẻ cũng sẽ lên 4. Vâng, khá đông quân đến từ Hồng Anh. Bây giờ thì ông anh sẽ có công nghệ nhưng lực của ông anh là yếu hơn Trẻ, sẽ lên 4 xong. Hủy tất cả cung gờ để sóc hot. Nâng cấp tầm xa lên bắn chặn, thiếu tí thực. Lên lại bắn chặn nào, ok thôi. Và bung ra ăn vàng ngoài bản đồ. Hồng Anh không muốn để lâu nữa. Và tên này Hồng Anh sẽ ôm ngược cái thủ chim Trẻ nhàng. Và hot đã có nhưng Trẻ cũng có hot ngay. Rất ghê. Còn khá đông cung gờ, Hồng Anh đang đẩy lên đây, treo lên con dốc này. Rất tự tin, nhưng Trẻ có tên tiếp viện ở phía sau. Và đây là một tên mà Hồng Anh mình nghĩ nên phải lùi. Nhưng mà tên này lùi thì có lẽ là Hồng Anh sẽ thua luôn. Thế lực của em đã yếu hơn xin Trẻ rồi. Và người nào đang không để ý được con hót và con cung gờ của mình. 114, tụ hết con hót lại nào. Và bung ra ăn vàng nhiều hơn. Đây, bắt đầu solo sẽ có 6 bãi vàng. Tiếp tục bắn nào. Trẻ đã ăn đến 4 bãi vàng rồi. Và ông ấy chỉ ăn được 2 bãi thôi. Vâng, tham lai chỉ là deep ball thôi. Chỉ là truy sát theo những con hot của Hồng Anh. Một trận đấu mà đã 35 phút trong game rồi. Hai game thủ vẫn đang giằng co nhau lên tận đời 4 để pha nhau. Trận này thì hãy vẩy e bắt Hồng Anh không. Vẩy e nào, đúng rồi. Xây hẳn BB nếu Trẻ và Hồng Anh bị xích cổ tuần này rồi. Đứt xích để cho cầu thủ Hồng Anh. Quá tốt. Và đẩy số cực kỳ nhanh nếu Trẻ như vậy BB. Nhưng ở nhà hãy cẩn thận với bãi vàng. Cũng đang bị Hồng Anh ăn dần. 116 cho 176. Thì còn hot. Vâng, lên giáp. Vì lo sợ Hồng Anh sẽ thủ ca. Lên giáp thì còn hot của mình. Và Hồng Anh đang không có tay để điều hot này các bạn. Nếu như Hồng Anh đang lên ca. Đây là cái nhà bia chính của Hồng Anh. Và sẽ xây luôn một nhà bia để cho những con nông dân Hồng Anh lên xây nhà chính. Sẽ bị cung gờ của Hồng Thủ chính sẽ bắn chết. Lên xây nhà chính ăn vàng. Và tỷ số là 1-0 ở trong nội dung cung gờ AC dành cho Hồng Thủ chim sẻ nhàng. Ok. Đây mình để lại tỷ số cho các bạn. 1-0 đấy. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu này. Solo cung gờ AC.